Chè đậu đen ngon, lại dễ nấu nhất đời. À, cái món chè này á, vừa ngon mà hấp dẫn nhờ cái bột lọc. Những cái viên bột lọc có dừa non giòn giòn, cho thêm một ít nước cốt dừa lên cái chè nữa thì mới thật sự là ngon. Đây là gói đậu đen 450 g. Các bạn mua cái đậu này trong tất cả các chợ đều có bán, và mua cái hiệu khác cũng được nha. Rồi mình đổ cái bịch đậu này ra, rửa cho sạch, sau đó mình cho cái nước sôi vào ngâm khoảng chừng 2 đến 3 tiếng đồng hồ thì mình đem đi nấu. Hoặc là các bạn nào muốn nấu chè đậu đen mà nhanh, nấu cấp tốc đó, thì các bạn khui cái hộp này ra rồi mình chắc bỏ cái nước đi. Sau đó mình bắt một nồi nước sôi lên, rồi cho lá dứa, cho đường, rồi cho bột lọc vào trước. Xong hết rồi mình mới cho cái đậu này vô sau cùng. Đó là một cái cách nấu nhanh nhất. Đậu đen này mình đã ngâm 3 tiếng đồng hồ rồi, mình chắc cái nước bỏ đi. Cho vào trong cái nồi này là 2 lít nước. Cái chè này mình nấu nhiều nước một chút thì nó mới ngon. Rồi cho vào đây là hơn nửa muỗng cà phê muối. Mình bắt lên nấu, nấu trong vòng khoảng 1 tiếng đồng hồ á, thì cái đậu, mình thấy cái đậu nó mềm á là được. Dừa non rửa cho sạch, sau đó mình cắt hạt lựu. Đây là 100 g dừa non thì mình cắt là 60 g cái hạt lựu này, và 40 g còn lại thì mình xắt sợi để một lát nữa mình cho lên cái mặt chén chè, nó nhìn nó hấp dẫn, nó ngon hơn. Tiếp theo là mình đi làm cái bột lọc 300 g bột năng. Trong cái lúc này á, là mình đã nấu một nồi nước sôi từ 220 đến 230 ml nước, thiệt là sôi luôn. Cái nước sôi mình chế tới đâu thì cái bột nó trong veo tới đó thì mới được. Một cái lưu ý rất là quan trọng, các bạn làm bột lọc thành công, nếu như mà cái nước nó chưa sôi thì mình bắt lên lại cho nó sôi lên rồi mình mới cho tiếp nha. Nếu như nước mà không sôi, các bạn cho vào trong cái bột năng này thì một lát nữa mình làm ra cái viên bột lọc nó cứng, nó không có ngon. Phải cái nước sôi và chín cái bột phân nửa lại như vậy thì cái viên bột lọc của mình nó mới mềm được. Thêm một cái lưu ý nữa là các bạn không dùng tay để nhồi cái bột lúc còn nóng, bởi vì nó vừa nóng mà nó có bột nó dính tay, mình không thể nhồi được, nó rất là dính. Các bạn tránh dùng tay để nhồi, nhồi vô là nó dính liền luôn. Mình nhồi đến khi nào mà cái bột á, nó mịn như thế này đó là được, nó mịn mà nó mềm mềm như vậy nè, đó nó dính tay như vậy nè, các bạn không thể nào mà dùng cái tay để nhồi được hết. Rồi mình đậy kín lại để khoảng chừng 15 phút cho cái bột này nó đỡ dính một chút. Đó, cái bột nè nó mềm mà nó dính. Bây giờ mình nặn những cái viên bột lọc nhỏ nhỏ, các bạn làm nhỏ thì nó ngon. Trên cái dĩa hay cái mâm thì mình rắc một ít bột hoặc là dầu ăn á, cho nó đừng có dính lại với nhau. Đây là những cái viên bột lọc mình đã làm xong. Nấu bằng đường phèn á, thì nó ngọt dịu hơn là cái đường trắng. Đây là 150 g đường phèn và 100 g đường thốt nốt cho cái chè nó thơm. Đó, cái đậu đen mình đã nấu chín rồi nè, nó mềm, khi mình ăn thử mình thấy nó mềm là được. Đó, nó nở như vậy đây. Rồi mình cho cái đường vô luôn, bởi vì cái đường này nó chậm tan á. Khi mà mình nấu cái đậu á, nó chín rồi á, nó mềm rồi, các bạn hãy cho cái đường vào. Nếu mà cái đậu mà chưa có mềm mình cho đường vào là nó sẽ bị sượng á. Các bạn có thể cho bột lọc này thẳng vào trong cái nồi đậu đen luôn nha. Mình muốn luộc riêng để cho cái màu cái chèm viên bột lọc nó đẹp, với lại mình bỏ đi cái nước mà mình luộc.
cái bột lọc này. Cái nước luộc bột lọc này thì nó có hơi sánh sánh một chút xíu, mình không có muốn cho vào trong cái nồi chè. Rồi mình rắc cái dừa non lên mặt nè. Cái này là giống như là mình trang trí, hoặc là mình cho thêm cái dừa non để món chè hấp dẫn hơn vậy. Rồi cái chè đậu đen này á, các bạn không có nước cốt cũng được, mà có nước cốt thì càng ngon hơn nha. Mà cái nước cốt thì mình chỉ bắt lên trên bếp mà nấu cho sôi là được. Cho thêm một ít nước cốt nè. Và món chè này mà có nước cốt á, thì nó hấp dẫn mà nó ngon lắm luôn. Món chè đậu đen của mình đã xong rồi. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại trong video kỳ tới.